Vâng, xin kính chào các quý vị. Hôm nay tôi cùng các bạn sẽ đến nhà một doanh nghiệp. Anh là một người có nhiều thú đam mê, trong đó có một hệ thống của âm thanh và hệ thống nghe nhạc và xem phim thì rất là tuyệt vời. Và chúng ta cùng vào trải nghiệm xem phòng âm nhạc của anh như thế nào. Vâng, trong một không gian ấm cúng thế này, nhưng mà tôi thì rất thích nói chuyện và chia sẻ cùng anh, vì anh cũng là một người có một cái sự tâm đắc và hiểu biết rất sâu. Và một cái tiêu chí của anh là luôn luôn nỗ lực để mọi ước mơ thành hiện thực. Vâng, đúng, ước mơ con người ai cũng vậy, mưu sinh cuộc sống, rồi hạnh phúc, rồi tình yêu, rồi sức khỏe. Nhưng trong đó thì không thể không nói tới về chuyện đam mê các thú chơi. Và có một thú chơi rất đặc biệt mà anh thích và tìm hiểu rất là sâu, đó chính là hệ thống âm thanh. Như các bạn nhìn thấy, đây là một hệ thống âm thanh gồm có đô la Magico và các đồ đánh đến từ đất nước của Thụy Sĩ, cộng thêm với cả hệ thống nguồn phát là của DCS đến từ Anh và một hệ thống âm thanh đến từ Acoustic. Mỗi trước khi đi ký các hợp đồng hoặc làm một công việc gì lớn thì anh đều bỏ thời gian ra tĩnh tâm và ngồi nghe nhạc để cảm nhận. Và khi đi làm những công việc đó thì anh tâm sự là nó rất là thoải mái về cái sự tâm trí. Nhưng để thỏa mãn cái niềm đam mê âm nhạc thì không thể không tới nói một hệ thống vừa xem phim, vừa nghe nhạc và vừa có thể hát karaoke. Và anh muốn dành cho những buổi chiều thứ bảy chủ nhật để lạp năng lượng mới. Và để cho cả nhà cùng vui thì anh đã yêu cầu đội kỹ thuật của Thiên Hà set up một cấu hình đó. Nghe thì có vẻ rất đơn giản là ta chỉ kết nối vào với nhau. Nhưng khi mà chúng ta vào việc thì chúng ta mới lại thấy có một sự rắc rối bắt đầu xảy ra, là cách đấu nối như thế nào và tại sao hệ thống đó cùng một đôi loa mà lại kêu được, hát được, nghe được với ba cấu hình khác nhau. Thì chúng ta cùng tìm hiểu cùng đội kỹ thuật của Thiên Hà. Đội kỹ thuật của Thiên Hà đã đưa ra cho anh rất là nhiều giải pháp, nhưng cuối cùng anh chỉ lắng động lại một dòng loa đến từ Pháp, đó là dòng Loewe Acoustic. Đây là một dòng loa có tuổi đời rất là lâu năm ở tại Pháp và cũng đã được các tạp chí đánh giá rất cao với sự bình chọn là lên tới 5 sao. Và với kết hợp của 2 trong 1, gọn, nhỏ, chất lượng phải hay, thì đây chính là cặp Acoustic 2 trong 1 với mã là Hawaii. Vâng, đây dòng X8 thì các bạn biết là dòng X8 thì nó chỉ có bass 20cm, nhưng mà ngược lại thì nó lại có một họng kèn. Và cái độ mở của họng kèn đó nó có thể lên tới trên 110 độ. Đây, âm thanh nó rất là rộng mở và hoàn toàn được làm bằng khung thép nhưng mà lại được bọc các chất liệu bằng gỗ bạch dương. Trông rất là nhỏ gọn cầu kỳ nhưng mà tải áp âm thanh thì đúng đáng nể, lên tới 129 decibel và nó có thể chịu áp gần 1000W. Và cọc loa này thì nó chỉ có trên 12kg đến 13kg thì nó đứng trên cọc loa đến từ Đức. Đối với anh, một doanh nhân thành đạt rồi, thì tất cả mọi cái sự tin tưởng nó sẽ xuất phát từ châu Âu. Qua đó thì đây chúng ta sẽ thấy hai cặp sắp để trông rất là kín và tế nhị và giấu đằng sau của một cặp loa phần lớn của dòng Magico đó, các bạn nhìn thấy. Và cặp sắp này thì với một tiêu chí của một dòng nghe nhạc và hát karaoke thì nó xuống được 27Hz. Đó là một cái tiêu chí đầu tiên anh đã có sự lựa chọn. Và cái thứ hai là cái khổ sắp này có thể để nằm hoặc để đứng. Đấy là một cái tiêu chí thứ hai. Và khi nó kết hợp cùng với cả dòng X8 này thì nó đã có một sự hoàn thảo. Đấy chính là Savi Sub. Với những cấu hình loa như thế này rồi, còn bây giờ chúng ta mới quay lại cái hệ thống mà để có thể cho cặp loa này thăng hoa trình diễn. Thì vâng, các bạn nhìn xem, đi cùng với hệ thống của dòng Loewe Acoustic này chính đó là một chiếc âm ly LA4X. Vâng, nó có 4 kênh vào và nó có công suất danh định cho là 1000W trong một kênh. Và nó có preset để có thể gọi được tất cả những hệ thống cùng trên một hệ thống của dòng Acoustic này. Thì đây là một trong những âm ly được đánh giá rất cao và hay, là vì nó có một cái sự nội lực nó rất là mạnh, cộng thêm với cả các cái preset cộng như là cái chất lượng của sản phẩm thì nó thật là hoàn hảo. Để kết hợp với nó để nghe nhạc thì chúng tôi kết hợp với dòng Dynaco CMS600. Đây là một bàn cơ. Vì tại sao anh thích bàn cơ? Vì anh muốn là có một chất âm thanh thuần analog. Và với hệ thống phối ghép, và các bạn nhìn đây. Dạ vâng, đây dây phây nhé. Dây phây đấy. Lên đã đầu tư thì đầu tư hết số. Và đây các dây nguồn này. Dây Blue Heaven này. Dây Red Down này.
nên phải có một âm thanh để hát và để nghe là phải có sự khác biệt, cộng thêm với cái đội ngũ kỹ thuật của các kỹ sư và các bạn kỹ thuật của Low Acoustic đến đây đã căn chỉnh 3 ngày thao tác liên tục để có được một cái chất âm hoàn hảo, mỹ mãn và thỏa mãn nhất. Cái đó chính là một cái giải pháp để cho anh chơi được bàn cơ này, không chơi dùng vang số và đủ đến âm thanh đến cái độ cái ngưỡng đúng như là thu lai. Đó là một cái tiêu chí rất hay. Mọi cái đến đây thì nó đã đơn giản khi các bạn đã được nghe vào hệ thống của karaoke. Nhưng bây giờ kết nối phim nó mới lại xảy ra một cái là khó, là kết nối thế nào. Vì khi gọi preset ra thì loa trầm của xem phim khác loa trầm của dòng hát karaoke. Và bộ xem phim của anh thì lại dùng 9.2 và đòi hỏi đúng phải chất lượng Dolby Atmos. Vâng, như các bạn nhìn thấy đây, đây là một hệ thống loa của hệ thống Dolby Atmos. Các loa phân top rear, top phân và soundbox thì các bạn đã thấy cái sự cầu kỳ và hệ thống của máy chiếu của Sony. Và cũng đã phải mất đội kỹ thuật cùng với cả các kỹ thuật của Airway tìm ra trong gần 3 ngày thì mới tìm ra được một giải pháp để đưa một hệ thống này âm thanh và hoàn hảo. Và cái ngày phối ép cuối cùng thì wow lên một tiếng, quá tuyệt vời, đúng tất cả những cái gì với một tiêu chí anh đã mong muốn. Và rất cảm ơn đội kỹ thuật của Thiên Hà. Và qua đó thì chúng tôi cũng thay mặt team Thiên Hà muốn nói với anh, tất cả mọi ước mơ thì không phải ngừng nỗ lực, phải luôn luôn nỗ lực thì nó mới tìm ra được giải pháp. Và còn bây giờ, âm thanh và âm nhạc để dành cho các bạn. Và các bạn hãy nhớ đeo thử, test thử xem một cái phòng âm này với một chất âm như này thì âm thanh nó sẽ ra như thế nào. Và các bạn thấy hay thì hãy nhớ vào Thiên Hà Audio chúng tôi, điểm đến của người âm nhạc. Và luôn cùng các bạn, đồng hành cùng các bạn để tìm ra những giải pháp, để tìm ra những hệ thống thông minh để đáp ứng được cho nhu cầu xem phim, nghe nhạc, hát karaoke tại gia đình. Và chúc các bạn có một ngày mới nhiều năng lượng hơn nữa khi nghe những bộ dàn như thế này. Xin hẹn các bạn vào YouTube sau.